có sao không? Thuần Quân Bảo Kiếm, xem như ngươi có mắt. Các ngươi thật ra là người hay yêu. Có điều thuộc quân bảo kiếm của ta có thể trừ yêu ta. Cho dù các ngươi có là yêu, ta cũng chẳng sợ. Chỉ là bọn chúng biết yêu pháp. Có khi nào cùng với yêu nhân trong đại lao là một bọn không? Không được. Để tránh đêm dài lắm mộng, phải mau chóng đem hai người đó áp giải lên kinh. Bạch Diên, vết thương của người đã chút nào không? Đa tạ chủ nhân, tôi cũng đỡ rồi. Sao lại thành ra như vậy được chứ? Bảo kiếm của phò mã đó quả nhiên rất lợi hại. Bạch Diên, Thuần Quân Bảo Kiếm chuyên trị tà ma, nội đan của ngươi đã bị thương tổn, hãy mau chóng tìm nơi nào đó để chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm trị thương. Được. Ê, cậu ta biết biến sao? Đại thúc, thúc không cần sợ, cậu ấy không làm hại ai cả. Đại thúc, phò mã của các người hắn tên gọi là gì? Ngày ấy họ Thường, tên Thường Ngộ Xuân. Đại thúc, hả? Vừa nãy nghe thúc nói chỉ có lão phu nhân mới có thể cứu được Trùng Bác và Hầu Đại Hải, là vì sao chứ? Chuyện này tôi đánh liều nói ra vậy. Tôi chỉ vì Đại Hải, lần này tôi phải đánh liều nói ra. Phò mã gia làm quen của đương triều nhưng lại là người của tiền triều. Đây chẳng phải phò mã gia của chúng tôi sao? Quả nhiên là cậu ta. Nếu nói như vậy, cậu ta cũng là một trong ngũ hộ tướng. Đại thúc, có một chuyện phải làm phiền đến thúc. Cứ việc nói. Ta muốn đến gặp lão phu nhân của các người. Mẹ ơi, mẹ có khát không? Để con kêu Tiểu Hạ mang bát trà xăm đến cho mẹ nha. Không cần đâu. Vốn dĩ là hàng ngày ta đều phải tụng mà. Ta đây đã quen rồi. Nè, qua đây ngồi đi mẹ. Hải Thúc, Thúc đứng ở đây làm gì vậy? Trời ơi, tôi tìm lão phu nhân có việc gấp dữ lắm. Không biết lão phu nhân đã thắp nhang tụng kinh niệm Phật xong chưa? Có phải Hải Thúc không? Hả? Dạ phải, lão phu nhân. Vậy mà kêu Thúc ấy vào đây đi. Ồ, lão phu nhân cho mời Thúc vào đó. Đa tạ. Ê trời, lão phu nhân. Hải Thúc à, có việc gì sao? Lão phu nhân, là như vậy. Tôi một là muốn đến cảm tạ người đã cứu tôi ra ngoài. Còn chuyện thứ hai á, sáng sớm hôm nay tôi đã ra ngoài chợ để mua thức ăn, gặp được một thầy tướng số gọi là Bán Tiên gì đó. Ngài ấy nói có thể thay dẫn giải nguy. Lão phu nhân à,
Người xem thử có phải là người có thể mời người ấy đến phủ của chúng ta đây giúp người xem qua một chút không? Bản tiền đó linh lắm sao? Người ấy đúng là phán đoán như thần, xem rất là chuẩn đó. Người ấy vừa thấy tôi ha, thì đã biết ngay tôi làm sai dịch ở trong phủ phò mã này. Còn chuyện nữa là Người ấy nói phò mã sẽ có đại nạn. Cái gì? Phò mã sẽ có đại nạn? Mấy lời của thuật sĩ giang hồ này sao có thể xem như thật chứ? Vậy mới nói những tên thuật sĩ giang hồ này chỉ có thể lừa gạt mấy vị phu nhân vô tri. Hắn ta nhất định là muốn vào trong phủ để gạt tiền thôi à. Nhưng mà công chúa à, hải thúc này vẫn luôn mê tín mấy chuyện như vậy, chỉ thích nghe ngóng chuyện yêu ma quỷ quái, cầu thần khấn Phật thôi. Chỉ có những người không có học vấn, không có kiến thức gì mới đi tin vào những thứ đó. Người nói xong hay chưa? Mẹ ơi, nha đầu này không hiểu chuyện, người đừng quở trách. Hải thúc. Dạ. Thúc hãy đưa vị bán tiên đó vào trong phủ đi. Ta đây chính là một người không học vấn, không có kiến thức gì, cho nên ta chỉ thích cầu thần bái Phật, bói quẻ xem tướng. Mấy người trong gia đình làm quan kiến thức rộng chắc chắn sẽ không thích nghe những thứ đó. Không. Chi bằng hãy mau trở về phòng đi. Vậy mẹ, con xin phép cáo lui. Ê, chính là chỗ này, mời. Đây, lão phu nhân, đến rồi. Nghệ chính là Lưu Bán Tiên. Lão phu nhân. Lưu Bán Tiên, xin mời ngài ngồi. Ê, lão phu nhân cho phép ngài ngồi kìa. Ngài đưa thứ này cho tôi. Lưu Bán Tiên, nghe nói ngài phán đoán như thần, ngài nói con trai của ta gần đây sẽ có nạn, ta muốn nghe thử xem cao kiến của ngài. Đây. Lão phu nhân, thật không dám giấu, tôi là Lưu Bá Ôn. Tôi cải trang thành ra như vậy đến phủ của người là chỉ vì muốn tìm Chân Mệnh Thiên Tử. Chân Mệnh Thiên Tử? Là phu nhân, Thiên Tử hiện nay đang bị giam trong đại lao của phủ phò mã. Hơn nữa, tôi còn phát hiện con trai của người Thừa Ngộ Xuân chính là Khai Quốc Công Thần Phò Tá Thiên Tử, là một trong ngũ hổ tướng. Ngài nói là đây đều là thật sao? Lã phu nhân, mời xem. Đây chẳng phải là Ngũ Xuân nhà ta sao? Đây, nó thực sự là một trong ngũ hổ tướng. Nó thực sự là ngũ hổ tướng phò tá Chân Mệnh Thiên Tử hả? Nếu nó sẽ là ngũ hổ tướng phò tá Chân Mệnh Thiên Tử, vậy sao nó có thể đem Chân Mệnh Thiên Tử giam vào đại lao chứ? Ngài nói Chân Mệnh Thiên Tử này, người đó là ai? Chu Trùng Bác. Chu Trùng Bác? Trời ơi, lão phu nhân, ngài ấy chính là bằng hữu của Điệt Nhi tôi, đầu ghẻ Trùng Bác đó. Đầu ghẻ Trùng Bác? Để nói coi, cái chuyện lần này đều trách ta hết rồi. Người ta Lưu tiên sinh bảo vệ đệ yên thân ở lại trong sân trại, để nói ta nhất quyết đưa đệ ra ngoài tìm thanh bảo kiếm cái gì đó. Hãy cả hai chúng ta hiện nay đều trở thành chim trong lòng rồi. Đứng dậy. Chị vậy trời, huynh cần gì phải nói vậy chứ? Huynh quên rồi sao? Chúng ta là huynh đệ tốt đó. Huynh đệ tốt thì sao hả? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Huynh đệ tốt. Huynh đệ tốt. Không được nói gì nữa. Không nói nữa. Lão phu nhân. Ta đưa Hải Thúc
đến thăm Điệt Nhi thúc ấy. Mau mở cửa ra đi. Dạ. Lão phu nhân, mời. Các người lui ra. Rõ. Lão phu nhân, sao người lại tới đây? Các người mau xem thử, còn có ai đến đây? Lưu tiên sinh. Chủ công, người vẫn khỏe chứ? Thực sự xin lỗi, đã không nghe lời của ông ở lại trong sân trại. Không phải, Lưu tiên sinh à, chuyện lần này đều phải trách tôi. Tôi đã kéo theo Trùng Bác ra ngoài trộm bảo kiếm cho bộ tôi. Được rồi, hiện nay không phải là lúc để nói chuyện này. Tiểu Nhi không hiểu chuyện, đã đem chân mệnh thiên tử giam trong này. Lão thân ở đây xin thay nó chịu tội. Lão phu nhân, người tuyệt đối đừng nên hành đại lễ như vậy. Chủ công, lão phu nhân bất chấp mạo hiểm, muốn cứu cả hai người ra ngoài đó. Mau đi thôi. Mau đi thôi. Đi lẹ. Muốn bỏ đi đâu chứ? Lão phu nhân, sao bà cũng có mặt ở đây vậy? Ta là... Không ngờ lão phu nhân lại có thể đến những nơi vừa dơ vừa lạnh, chuyên nhốt chó triều trước như đại lao này. Thiết Mộc Thanh, người đâu? Có. Đem hai tên yêu nhân này đưa lên xe tù, chuẩn bị áp giải lên kinh. Có. Đợi đã. Là ai nói phải áp giải hai người này lên kinh chứ? Là phò mã. À đúng rồi, lúc trước ở chỗ ta còn có tấu sớ do phò mã đích thân viết lên cho hoàng thượng. Lão phu nhân có muốn xem qua một chút để xác nhận lại không? Người đâu? Có. Mau đưa bọn chúng đi. Có. Đợi đã. Không cho phép ngươi dẫn họ đi. Lão phu nhân, hai người bọn họ là trọng phạm của triều đình, tại sao bà phải cản trở bổn tướng quân chứ? Tóm lại, ta cảm thấy trong chuyện này còn nhiều quẩn khúc. Hai người này không phải là yêu nhân gì. Đợi ta gặp mặt con trai ta bàn bạc rồi mới bắt người. Lão phu nhân, bà bao che cho bọn chúng như vậy, chẳng lẽ giữa bà và bọn chúng có dây mơ rễ má gì sao? Người... Ta cho bà biết, nếu bà còn dám cản trở bọn tướng quân thi hành công vụ, đó chính là trọng tội. Lão phu nhân, bà nghe cho rõ đây. Nếu như bà còn dám cản trở bổn tướng quân chấp hành mệnh lệnh, thì ta sẽ không khách sáo với bà đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì hả? Lão phu nhân, mày dám đối xử với lão phu nhân vậy à? Bà lão kia nghe cho rõ đây. Nếu bà còn dám gây cản trở bổn tướng quân thi hành công vụ, ta không chỉ đẩy bà thôi đâu, mà ta còn giết luôn cả bà đó. Tránh ra. Ta không tránh ra đó. Có gan thì ngươi cứ việc giết ta đi. Được. Bà lão kia, hôm nay ta sẽ để bà toại nguyện. Dừng tay. Phò mã, ngươi làm gì ở đây vậy? Xuân Nhi. Mẹ đến đây làm gì chứ? Xuân Nhi, ta đến ngăn cản con, tránh gây nên lỗi lớn. Ta nói con nghe, cả hai người này, con không thể áp giải họ lên kinh thành được. Mẹ, vì sao chứ? Con đừng hỏi vì sao nữa. Con phải hứa với ta, không được giải họ đi đâu. Mẹ, đây là công vụ của con, mẹ đừng nên quản. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Không. Nếu con không chịu hứa với ta, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Mẹ, đến cả lời của mẹ đây, con cũng không chịu nghe sao? Con đúng là muốn khiến ta tức chết. Mẹ, con nghe, Hà Nhiên nghe chẳng phải được rồi sao? Phò mã Thiết Mục Thành,
Cả hai người này tạm thời quản lại, đợi ta hạ lệnh rồi mới áp giải lên kinh. Nhưng mà phò má. Được rồi, ta nói sao, ngươi cứ làm vậy đi. Rõ. Người đâu? Có. Đưa bọn chúng trở về đại lao. Rõ. Mẹ, đi mau. Mau lên. Ta mẹ, mẹ làm sao vậy? Ta mẹ ta... Mẹ, tại sao mẹ lại không để con đem hai người đó áp giải lên kinh chứ? Ta mẹ, đã xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ nói với con đi. Xuân Nhi, những lời của mẹ con có nghe không? Đương nhiên, những lời mẹ nói con nhất định sẽ nghe. Vậy thì tốt. Mẹ, Hà Nhi đã phạm lỗi gì? Giữ mong mẹ dạy bảo. Một đứa súc sinh như con đây, uổng công ta đã sinh con, nuôi dưỡng con, không ngờ lại phạm phải tội lớn bất trung bất hiếu như vậy. Mẹ, Hà Nhi đã phạm lỗi gì chứ? Con hoàn toàn không hiểu gì cả. Ta hỏi con, con là người tiền triều hay là người đương triều? Con nói, con là người tiền triều. Nếu đã là người tiền triều, lại giúp cho người đương triều chống lại người tiền triều, đó là bất trung. Con không báo mối thù giết cha. Con chính là bất hiếu đó. Mẹ, con nhớ là mẹ từng nói với con, từ lúc con còn rất nhỏ, cha con lên núi săn bắn, bất cẩn ngã xuống vực sâu mà mất. Hôm nay sao lại thành ra mối thù giết cha chứ? Năm xưa, kẻ thù có quyền có thế, hai mẹ con ta cô nhi quả phụ, không thể báo thù cho cha con. Hơn nữa, ta sợ con chịu phải quả sát thân đó, nên không dám nói thật mọi chuyện với con. Nhưng bây giờ con lại nhận giặc làm anh, giúp đỡ kẻ xấu. Ta, người làm mẹ đây, ruột đau như cắt. Ta rất đau lòng, rất đau lòng đó. Mẹ, thật ra là ai, là ai đã hại chết cha của con? Chính là đương triều Thuận Đế Hoàng Thượng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tổ tiên nhà họ Thường chúng ta ở tiền triều cũng từng làm quan. Cha con đã triệu tập một số nghĩa sĩ chí khí, vẫn luôn âm thầm hạ quyết tâm phải lật đổ Thuận Đế. Nhưng thật bất hạnh là sự việc đã bị bại lộ, toàn bộ bị bắt đưa vào kinh thành. Cha con thà chết không phục. Thuận Đế đã hạ lệnh đem cha con xử trảm tại chỗ.
Cha. Cha. Thuận đế còn hạ lệnh giết sạch cả nhà Thường thị, nhiều người trong tộc bị hại. Xuân Nhi à, lúc đó con vẫn còn ở trong bọc. Ta đây chỉ có thể bồng theo con chạy vào trong rừng sâu để mà tránh đại họa. Không dám nói ra thân thế của con quá sớm, chính là vì sợ con không thể nhẫn nhịn mang lại quả sát thân đó. Nhưng ai ngờ rằng con lại đi lấy muội muội của kẻ thù, còn giúp cho họ tấn công chúng ta. Mẹ, đây đều là thật sao? Đây đều là thật sao? Ta đây sao có thể gạt con chứ? Người làm mẹ này không nói với con những chuyện này chính là sợ con gặp phải đại họa. Nhưng mà giờ đây con chính là càng ngày càng sai. Ta đây rất là hối hận đó. Mẹ, hối hận đã không nói với con ngay từ sớm. Ta càng hối hận, càng hối hận đã không ngăn cản con lấy công chúa làm thê tử. Mẹ, hiện nay triều đình hỗn loạn, bá tánh lưu lạc khắp nơi, chúng ta cần một vị chân mệnh thiên tử giúp chúng ta thoát khỏi khổ nạn. Nhưng mà con lại đem người giam vào trong đại lao. Xuân Nhi, ta hy vọng con cải tà quy chánh, có thể phò tá cho chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử? Mẹ, mẹ muốn nói. Chu Trùng Bác đang bị giam trong đại lao đó chính là chân mệnh thiên tử.